Vâng, bên nhà em thì rất là nhiều người đã có những cái giai đoạn ấy mà chồng còn nói luôn ấy, một là trọng dạ thảo liên, hai là chậm chồng, có nghĩa là cái mức độ gay gắt nó đến mức như thế. Thế thì lúc đầu là họ giấu em, thế sau này thì họ mới nói, cái căng thẳng quá họ mới nói, mà sau rất là nhiều người đấy thì em đã có những cái cách giải quyết nó làm cho cái gia đình họ hạnh phúc hơn, và chính cái người chồng đấy họ sẽ ủng hộ nhiệt liệt hơn. Bây giờ như này chị ạ, cái việc đầu tiên ấy là mình phải tìm hiểu nguyên nhân vì sao mà chồng mình cấm cản. Chồng mình cấm cản thì nó có rất là nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên ấy là anh ấy sợ mình vất vả. Bởi vì sao? Bởi vì đặc trưng và cái mà người chồng người ta phấn đấu cả một cuộc đời làm chồng ấy là mong muốn vợ mình không phải vất vả khổ sở. Vợ mình chọn mình là một điều mà nhiều khi mà các ông ấy nói hơi quá ấy, đó là phải mả nhà mình phải táng hàm rồng, hoặc là mình phải tu mấy kiếp mới lấy được chồng mình ấy. Thì đấy là đặc trưng, là chồng mình sợ mình vất vả là đầu tiên. Cái thứ hai là chồng mình sợ mình bị lừa. Bởi vì rất là nhiều người khi bắt đầu kinh doanh online là phải bị lừa. Đấy. Hoặc là chồng mình sợ mình là bỏ bê chồng con. Bởi vì khi kinh doanh online thì cái số thời gian nó chiếm là nó cũng khá nhiều. Thì vậy thì mình sẽ bỏ bê chồng, mình bỏ bê con. Mà người chồng thì họ đi ra ngoài kiếm tiền rồi, vậy người vợ mà cũng chạy ra ngoài kiếm tiền, vậy thì con cái là cái mối quan tâm và cái sợi dây ràng buộc và cái tương lai. Như vậy thì chồng rất là sợ ảnh hưởng và có rất là nhiều cái nỗi sợ đấy nữa. Nhưng cái quan trọng như này này, vợ chồng chị đã bao giờ mà ngồi nói chuyện với chồng xem là cái nguyên nhân đấy nó đến từ đâu, và đến từ đâu thì gỡ từ đó. Bởi vì như thế này này, mình phải biết là chồng mình phản đối là vì đâu. Nếu mà là vì không quan tâm được đến chồng con thì kinh doanh online, các anh chị sẽ thấy rằng là việc đầu tiên đó là gì? Khi mình kinh doanh online ấy, mình trở thành một người vợ đảm đang chứ. Mình đảm đang ở chỗ nào? Để Đó, mình... cái vấn đề của em là sợ không bỏ bê gia đình và không quan tâm chăm sóc. Đó, thì khi mà chị tìm hiểu được như thế rồi thì chị sẽ thấy như này này. Vợ chồng là một sự chia sẻ. Khi mình nói chuyện với chồng mình về sự chia sẻ trước đi, đúng không? Bắt đầu từ việc như này, mình sống tốt trước. Mình nấu xong cơm thì mình mới tư vấn khách hàng. Mình sống tốt với bố mẹ chồng mình trước. Vào trong hệ thống của em nhé, em dạy đầu tiên là nếu nhà mình có giỗ, đặc biệt là giỗ nhà chồng, thì một mình phải đặt luôn ở trên điện thoại ấy, trước đấy một tuần. Một tuần mình đã phải gọi điện trước vào cho bố mẹ chồng mình rồi: mẹ ơi, sắp tới giỗ ông đấy, mẹ định làm như thế nào? Thì chỉ cần một lời nói đấy thôi đã chinh phục hết lòng mẹ chồng rồi. Sau đó mình kinh doanh thì mình có tiền. Mình có tiền thì mình dùng tiền để công cụ cho tình cảm. Mẹ ơi, con bận đến tận hôm đấy con mới về, thôi con gửi trước cho mẹ vài triệu, mẹ mẹ đi mua giúp con nhé, mẹ mua cho ông cho bà cái nọ cái kia giúp con nhé. Thì có phải là cái bố chồng mẹ chồng mình mở lòng ra không, và chồng mình hãnh diện về mình không? Đến cuối cùng là cái mình khi kinh doanh online thì mình giải quyết cái việc đấy trước khi nó xảy ra, chứ không phải là đợi à con mình hư mới giải quyết. Cứ không phải đợi là chồng mình hư mới giải quyết. Đấy là việc làm cho cái việc là dỗ chạp. Còn trong cái bài thơ đấy, dỗ chạp đấy kiếm được tiền mà các anh chị. Khi dỗ chạp là các anh chị có cơ hội gặp anh em họ hàng bạn bè của mình, mời họ về bán hàng cùng với mình. Cái hàng đấy anh chị phải giải là người trải nghiệm rồi, hàng đấy anh chị là người tìm hiểu rồi, đúng không? Ví dụ như là tìm hiểu công ty em thành lập từ từ 22 tháng 4 năm 2015, cái này nó có trên internet mà, đúng không? Một công ty 9 năm trên thị trường rồi thì không thể nói là không. Với 50.000 đại lý thì em không thể lừa, em thì lừa một người em không thể lừa được 50.000 người, có đúng không? Một sản phẩm các anh chị dùng cũng chỉ lừa được một người, lừa được nhiều người nhưng không thể lừa được rất nhiều người. Vậy thì cái quan trọng ấy là mình trải nghiệm trước. Đấy đấy là cách sống với lại bố mẹ chồng. Thế cách sống với chồng thì sao? Bình thường các anh chị ít khéo léo không? Thì khi mình kinh doanh online mình khéo léo hơn bằng cách như thế nào? Hỏi chồng mình trước. Bình thường nấu một bữa cơm ấy, mình chỉ tâm niệm trong đầu: à, chồng mình thích ăn món này, thế là mình nấu món đấy cho chồng mình ăn. Nhưng khi kinh doanh online ấy, bởi vì để bán được, mình học cái kiến thức kinh doanh online là mình hỏi được cái nhu cầu khách hàng muốn gì. Thì chồng mình bây giờ cũng vậy: anh ơi, hôm nay anh muốn ăn gì? Khẳng định với các anh chị là câu trả lời bao giờ cũng là: em ăn gì thì anh ăn đấy, hoặc anh ăn gì cũng được. Thế nhưng mà mình sẽ hiểu được là: anh ơi, thế thì hôm nay ăn món này nhé. Rõ ràng chồng mình cũng thích ăn món đấy, nhưng thường thường là những người chồng họ có đức hy sinh.
Thực ra phụ nữ cứ bảo phụ nữ hy sinh, nhưng không, nhưng những người chồng mới là những người hy sinh. Và họ sẽ bảo ừ món đấy em ạ. Thế có nghĩa là gì? Là món đấy cả chồng, cả vợ và cả con cũng thích. Cái bữa cơm ngày hôm đấy sẽ là một bữa cơm tràn ngập hạnh phúc. Khi đấy họ sẽ nhìn được cái thay đổi của chị, có đúng không? Tiếp theo đấy, đấy là em ví dụ những cái việc làm nhỏ nhất. Rồi đến khi mình kinh doanh, mình được học nhiều thứ từ việc chăm sóc trước khách hàng, đến con mình cũng vậy. Đối với hệ thống Dạ Thảo Liên, con em vừa đỗ học viện ngân hàng. Mà các chị thừa biết học viện ngân hàng là một trong những trường đại học top đầu luôn. Như vậy thì em với một người rất là bận rộn, đúng không? Vậy thì cái việc mà mình đào tạo như thế nào để con mình nó có tính tự giác, đó là mình nói chuyện với con. Kinh doanh Dạ Thảo Liên một ngày ít nhất phải nói chuyện và tâm sự với con nửa tiếng. Để làm gì? Để biết con nó đang cần gì. Để giải quyết vấn đề từ khi nó chưa xảy ra. Rõ ràng là các anh chị được học cái phần bán hàng là giải quyết vấn đề của khách hàng cơ mà. Giải quyết cả sự từ chối trong tâm trí của khách hàng cơ mà. Là bằng qua trải qua những cái video đấy, đúng không? Thì con mình cũng vậy. Mình nói chuyện với nó, mình sẽ biết là từ chuyện nhỏ nhất nó sẽ nói với mình. Như vậy mình sẽ giáo dục được trước. Ví dụ như này, chỉ đơn giản như này thôi. Con ơi, thế con định hướng muốn làm nghề gì trong tương lai? Mẹ nói luôn nhé, đời mẹ ấy, ngày xưa là bà ngoại định hướng mẹ theo ngành đường sắt. Mẹ chả thích ngành đường sắt đâu, nhưng mẹ vẫn theo. Nhưng đến cuối cùng mẹ vẫn bỏ ngang. Vậy thì đến đời con mẹ cũng sẽ không cấm nữa. Con thích ngành nào thì con vào ngành đấy. Năm lớp 12 nó nói chuyện với em như thế này. Thì các anh chị sẽ biết là nó trưởng thành bằng những cái trải nghiệm của mình, xong mình dạy lại cho con mình, có đúng không? Mẹ ơi, con học một năm, con thi vào một trường đại học trong nước. Sau đó một năm sau con học The Mid, là trường quốc tế The Mid ấy. Con học The Mid 2 năm thì trường trong nước là con học được 3 năm. Sau đó con bảo lưu trường trong nước, con đi du học của trường quốc tế 2 năm nữa, con quay về con trả nốt cái bảo lưu. Như vậy thì học 6 năm con có 2 bằng đại học mẹ. Thế thì các anh chị là thấy rằng đầu năm lớp 12 nó đã biết định hướng như thế rồi, thì cả năm lớp 12 em có phải ngồi cạnh con em để kèm cháu học không ạ các chị? Thậm chí em còn bắt nó là học ít thôi con ạ. Học ít thôi con ạ, bởi vì đến cuối cùng ấy là con phải định hướng được là gì? Cái trường đấy nó lấy bao nhiêu điểm và con đạt được gần lấy điểm, chứ không phải là học triền miên mà phải học trúng đích. Thế là xong, giải quyết được con. Còn vào đấy là con lớn, thế con em còn nhỏ, còn một thằng học lớp 11 nữa. Còn một đứa em vừa mới sinh nữa là được 20 tháng. Thế như vậy là em vẫn là một người mẹ đảm đang, em vẫn là một người vợ đảm đang nhá. Vợ chồng em lấy nhau đến năm nay là năm thứ 20, yêu nhau 3 năm. Chưa bao giờ cãi nhau một câu nào cả. Bởi vì chúng em nói chuyện được với nhau. Tất cả hệ thống Dạ Thảo Liên em nói luôn, đến buổi chiều là vợ chồng phải đi bộ với nhau. Bởi vì sao? Bọn em làm việc bằng mắt này này, nhiều nên cần phải có sự thể dục thể thao thì đêm mới ngủ ngon được. Khi ngủ ngon cái não này nó mới nảy ra. Ngày mai mình đi gặp gỡ thì cái thần thái của mình, cái khuôn mặt của mình ấy, nó giúp cho mình chốt đơn, chứ không phải là mình cứ cố làm. Các chị cố cũng không được. Vậy thì cái việc của chị ấy là làm cho chồng hiểu rằng khi kinh doanh online em vẫn là người vợ đảm đang, em vẫn là một người mẹ tốt, thậm chí còn tốt hơn, và thậm chí em sẽ là một người con dâu hiền. Thì lúc đấy chồng chị chẳng có lý do gì mà từ chối cả. Chả có lý do gì mà từ chối cả, có đúng không? Nên việc của mình là tâm sự với chồng. Và đặc biệt các anh chị ạ, một trong những cách giữ lửa hạnh phúc ấy, là từ 5 giờ đến 7 giờ chiều các anh chị lúc đấy chỉ nấu cơm thôi, chỉ đi chơi với chồng thôi, đừng có cố làm việc gì. Khi mình đi bộ với chồng thì sao ạ? Mình có thời gian, mình nói những cái câu chuyện mà có khi vợ chồng ngủ với nhau không bao giờ nói. Nhưng đó là những cái cách mà giữ lửa hạnh phúc. Thì vì hệ thống như em họ rất là happy nó ở chỗ đấy, đúng không? Bởi vì sau đến cuối cùng kinh doanh hệ thống, các anh chị nhá, kinh doanh hệ thống mà người ta kinh doanh 5 năm, 7 năm, người ta giàu lắm, lúc đấy người ta không cần tiền nữa. Tại sao người ta vẫn theo em? Là bởi vì người ta thấy là cuộc sống của người ta ngoài có tiền thì người ta còn hạnh phúc nữa. Bởi vì cái hạnh phúc và cái vui vẻ hàng ngày mới giúp em giữ được người ta chứ, đúng không? Rồi em xong rồi đấy chị Liên ạ.